Hi, hôm nay shop ra mắt của anh em một thương hiệu xe, một trong những thương hiệu xe hàng đầu của châu Âu, MTB Look 977, thương hiệu hàng đầu của Pháp. Một con xe full carbon, nhập nguyên chiếc rất đẹp. Rồi, review cho anh em xem chi tiết. Này là khung sườn xe mời anh em. Lúc 977. Sườn 29. Rồi. Phốc đốc sốc Yari 29A. Phốc hơi dòng cao cấp. Hành trình là 150 mm. Hành trình nhúng lần 150 anh em. Bao bay nhảy luôn. Xe đang xài rúp S-Ram GX Ego 12 xe buýt. Này là đẹp còn như mới luôn. Rồi, quay cận cảnh cho anh em xem. Quá đẹp. Dàn đầu này là dàn đầu carbon, thương hiệu cây dông, cứng, nhẹ, chắc cú. Phanh Magura của Đức. Phiên bản này là MT5, Magura MT5 bốn bít tông, cho hiệu suất phanh rất tốt. Này được cải tiến so với dòng Magura MT4. Này là dòng phanh nổi tiếng của Đức, 4 bít tông. Bánh của nó là bánh Mavic, dòng Mavic XLR. Này là dòng cực nhẹ, căm nhôm 29 inch, xe lốp container tan. Tình trạng xe là dòng này là xe này chạy ít anh em, còn rất mới. Rồi giới thiệu với anh em là cái này là cũng là một đặc trưng nè. Phốc Ly Intera. Dòng này là dòng cốt yên cao cấp, có thể tăng giảm hành trình tùy theo địa hình. Những anh em nào mà đua bơi chuyên nghiệp thì chắc rõ cái dòng này. Dây điều chỉnh hành trình đi âm trong sườn, có remote gắn trên ghi đông để chỉnh được cái độ cao thấp tùy địa hình. Này là remote để chỉnh. Đây. Tùy địa hình mà anh em để yên cao thấp cho nó phù hợp nha. Full speed. Con xe cực chất. Hôm nay số trình bày có giảm giá cuối năm. Tình trạng xe là mới 90% trở lên. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 091 800 800, gặp Mr. Hải. Website bancxedapcu.com. Con xe quá ngầu cho anh em một sự lựa chọn trong tầm giá. Quá đẹp.